Xin kính chào quý vị và các bạn. Khả năng mưa dông vẫn xuất hiện nhiều nơi ở khu vực Trung Bộ Tây Nguyên trong những ngày tới đây. Mưa chủ yếu xuất hiện vào buổi chiều nhưng vẫn có nguy cơ kèm theo dòng gió mạnh và cả sấm sét. Dự báo ngày mai, các khu vực từ Đồng Hới trở vào cho đến Nha Trang và khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông về chiều. Do có mưa nên là nền nhiệt các thành phố không nơi nào vượt quá 31 độ C. Mũi Lây, một địa điểm du lịch hoang sơ, yên bình của Quảng Trị, rất phù hợp để mọi người đến tham quan, khám phá và trải nghiệm. Tại đây thì du khách sẽ được chiêm ngưỡng hai khoảnh khắc mặt trời đẹp nhất trong ngày là bình minh và hoàng hôn. Tuy nhiên thì thời tiết ở Quảng Trị những ngày tới đây không mấy thuận lợi do trời còn có mưa. Trong đó là ngày mai, ngày thứ hai và ngày thứ tư thì mưa xảy ra bất chợt trong ngày. Những ngày khác, ban ngày sẽ có những khoảng nắng và mưa xuất hiện về chiều. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là 26 cho đến 30 độ C. Phố núi Đà Lạt cũng mưa nhiều trong cả 7 ngày tới. Mưa to nhất là vào ngày Chủ nhật. Những cơn mưa rào nặng hạt duy trì cả ngày lẫn đêm, nguy cơ cao gây ngập úng khu vực trũng thấp. Và ngoài ra mưa nhiều thì cũng khiến cho nền đất đá bị bở nhão, sạt lở đất có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Để đảm bảo an toàn thì du khách nên tránh di chuyển trên các cung đường đèo vào những thời điểm mà có mưa dông. Do mưa nhiều nên là nền nhiệt cao nhất ngày ở Đà Lạt không vượt quá 26 độ C, đêm và sáng trời rét với mức nhiệt 17 đến 18 độ C. Thủ đô Hà Nội vẫn đang trong tiết trời thu đặc trưng. Đêm và sáng sớm cảm giác se lạnh với mức nhiệt thấp nhất 23 cho đến 26 độ C. Trưa chiều trời nắng hanh, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ 31 đến 32 độ C. Đây cũng là thời điểm người dân và du khách ra đường nhiều nhất để trải nghiệm tiết trời đẹp nhất trong năm. Không gian hoàng hôn rực rỡ trong sắc vàng của Hồ Tây luôn là địa điểm được nhiều người yêu thích và check-in mỗi cuối chiều. Liên tục nhiều ngày nay ở thành phố Hồ Chí Minh thì luôn có mưa sớm từ đầu giờ chiều. Có hôm có mưa to kèm với cả dông gió mạnh và dự báo trong những ngày tới thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp diễn tình trạng này. Bởi vậy nếu có dịp đến thành phố Hồ Chí Minh thì du khách nhớ sắp xếp lịch trình vui chơi và đừng quên mang theo những vật dụng che mưa khi ra ngoài để phòng những cơn mưa bất chợt. Còn trước khi có mưa thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ có những khoảng nắng, buổi trưa nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ C, tối và đêm trời mát 25 đến 26 độ C. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước